Xin chào mấy anh chị đến với kênh Ve Chai Miền Tây của em. Hôm nay là ngày 18 tháng 5 2022, em lên một số mã đồ xưa như sau nha. Đầu tiên em giao lưu một cái nón hội đồng, đây một cái nón hội đồng, đường kính là 35 cm. Tình trạng nè, cái chân của này nó có bị mớp chỗ này miếng nha mấy anh chị. Cái nón này tương đối cũng hơn là nón lớn mấy anh chị ơi. Nón này tùy người có cái form đầu hơi lớn hoặc nhỏ, thành ra là em đo cái chiều của nón là 35 cm, tránh tình trạng khi mà mua cái nón của em về xong rồi nó đội vào không vừa trả lại nha, tội nghiệp em lắm nha mấy anh chị, phần nó tội nghiệp em lắm nha. Ví dụ như mình đợi không vừa mình có thể để đợi co này kia ha, em bị tình trạng đó rồi. Đây cái bị mớp này em giao lưu với giá là 1,5 triệu thôi nha, 1,500,000. Cái nón này tương đối lớn nè, 1,500,000 cho nón hoa đồng mã số 1. Mã số 2 là một cái bình trà gốm sông bé 5 lít nha. Đây bình trà gốm sông bé 5 lít rất là đẹp, tích tùng cò nha mấy anh chị. Tích tùng cò nha. Tình trạng là bên trong cái miệng và miệng có bị mẻ một lòng miếng bên lòng trong của miệng nha. Em giao luôn cái bình trà tùng cò 5 lít này với giá là 1,3 triệu, 1,3 triệu cho cái bình tùng cò 5 lít. Mã số 2. Mã số 3, em lên một cái bình bông biên hòa hoa lan. Lan đột biến quá em anh chị. Lan đột biến ha. Chiều cao là 31 cm, tình trạng là lành. Em giao luôn cái bình hoa lan này với giá là 450.000, 450.000 cho bình hoa lan mã số 3. Đây là mã số 4. Mã số 4 em giao luôn một cái chén tàu bông. Tình trạng có xước một chút xíu trên đây. Mã số 4 đường kính là 12 cm. Em giao lưu cái chén tàu chuẩn cổ này với giá là 200.000 cho cái chén tàu chuẩn cổ mã số 4. Đây là mã số 5. Mã số 5 em giao lưu một cái này gọi là cái giá bút canh nha mấy anh chị. Cái giá bút canh lớn nha, rất là lớn, hàng lái thiêu. Cái này không phải là cái muỗng thì nó nhỏ lắm. Cái này lâu lâu mới có một cái nha. Em giao lưu cái giá này mã số 4 với giá là 200.000. Ủa, mã số 4 là cái này là mã số 5 nha mấy anh chị. Cái này là mã số 5 nha. Với giá là 200. Tiếp theo là mã số 6, em giao lưu hai cái dĩa năm 1963. 1963 mới hổm lên hai cái mấy anh chị hỏi nè, hôm nay em còn mua được hai cái nữa nè. Nhưng mà hai cái này tình trạng của nó như vậy. Có bị xước men gì nè. Dĩa mấy chục năm rồi tình trạng gì cũng còn rất là đẹp nha mấy anh chị. 1963. Em giao lưu hai cái dĩa 1963 này, mã số 6, đường kính là 19.5, giá là 500.000 cho hai dĩa 1963. Đây là mã số 7. Em giao lưu một cái thố lái thiêu màu mini. Đây một cái thố lái thiêu màu mini. Tình trạng là còn lành đẹp nha. Đường kính là 8.3 cm, lành. Em giao lưu cái thố này với giá là 350.000. 350.000 cho cái thố lái thiêu màu mini mã số 7. Mã số 8 là dĩa gà màu. Đây là mã số 8. Em giao lưu một cái dĩa con gà lái thiêu màu. Gà dưới một bụi tre nè mấy anh chị. Đây gà, con gà bên trong với một bụi tre, có một cái duy nhất thôi. Mã số 8. Em giao lưu dĩa con gà này với giá là 200.000 cho cái dĩa con gà chút mã số 8. Mã số 9. Em giao lưu 5 cái muỗng tàu mini. Đây cái muỗng tàu mini hình cúc dây, muỗng này muỗng tàu nha mấy anh chị. Muỗng này muỗng tàu nha. 5 cái muỗng tàu mini này với giá là 650.000. 650.000 cho 5 cái muỗng tàu mini mã số 9. Tiếp theo mã số 10. Em giao lưu một cái tô liễu bướm nè, đây hình con bướm. Tô tàu nha, hàng chuẩn tàu nha. Tình trạng bên đây nó có tóc nhẹ một đường, tóc nhẹ một đường nha.
Em giao lưu cái tô liễu bướm này với giá là 850.000, 850.000 cho cái tô liễu bướm tàu mã số 10, đường kính 15 cm, mã số 11. Em giao lưu hai cái dĩa oval mini, nhưng mà hàng này là hàng lái thiêu, hôm trước em bán của cái hàng kia là hàng của Kiều Châu, hôm nay hàng này là hàng lái thiêu nha. Cái dĩa oval hàng lái thiêu này rất là ít gặp luôn, hiếm đồ lắm. Đây, cái này nó bị mẻ một miếng chỗ này. Em giao lưu hai cái dĩa oval lái thiêu màu này với giá là 800.000 cho hai cái dĩa oval lái thiêu màu, mã số 10. 11 chứ. Mã số 12. Mã số 12, em giao lưu một cống đũa, hình này đồ gốm Sài Gòn hay gì đó. Lái thiêu. Én liễu. Ống đũa, cái tích én liễu đó ít gặp rồi hết anh chị, mà nằm trên một cái ống đũa như vậy thì rất là hiếm đồ, rất là ít gặp luôn. Mà cái dáng ống đũa rất là đẹp luôn nè. Đó anh chị thấy không? Cái dáng ống đũa rất là đẹp. Én liễu. Em giao lưu cống đũa én liễu này với giá là 3.500.000. 3.500.000 cho cái én liễu mã số 12. Mã số 13. Em giao lưu một cái dầm lông ẩn. Đây, một cái dầm lông ẩn. Tình trạng nó có thẩm mỹ một miếng trên cái vành này nha mấy anh chị. Thẩm mỹ một miếng trên cái vành cái vách này nè. Cái dầm lông ẩn mã số 13 này em giao lưu với giá là 750.000, 750.000 cho cái dầm lông ẩn mã số 13. Mã số 14. Em giao lưu một cái chung nhật. Đây, cái chung nhật. Cái chung nhật này rất là to, đường kính 7.5 cm, mỏng thấu quang luôn nha. Mỏng thấu quang luôn nha mấy anh chị. Chung nhật nha. Tình trạng cái chung nhật này nè, nó có vảy hạt gạo. Đây, nó có vảy hạt gạo ít ít trên đây, ba chỗ vảy hạt gạo nha. Em giao lưu cái chung nhật này với giá là 200.000 cho cái chung nhật tàu, ở chung nhật mã số 14. Tiếp theo mã số 15. Mã số 15, em có một cặp tô Triều Châu, gốm Triều Châu rất là đẹp luôn, đúng một cặp luôn nè mấy anh chị. Màu sắc còn rất là đẹp, xuất sắc luôn. Gốm Triều Châu vẽ hai con gà rất là to ha. Cái màu cũng sặc sỡ nè. Gà cam, chuối, cây chuối màu xanh, lá, hoa. Chiều ngang của nó là 21 cm. Đây, tới cái thứ hai cũng rất là đẹp, đẹp xuất sắc cho hai dĩa, hai cái tô con gà này luôn. Gốm Triều Châu. Em giao lưu hai tô gà gốm Triều Châu mã số 15 này với giá là 2.000.000. 2.000.000 cho hai tô con gà gốm Triều Châu mã số 15, một cặp luôn. Rất là ít vẽ một cặp như vậy các anh chị. Mã số 16, em lên một cái bình trà Nam Bộ vẽ tảo ngư. Đây, một con cá lớn và một con cá con. Tảo ngư nha, ít gặp lắm hả anh chị, rất là ít gặp. Đường kính ở chiều cao là 12.5 cm. Em giao lưu cái bình trà tảo ngư này với giá là 350.000, 350.000 cho bình trà cá tảo ngư mã số 16. Đây là mã số 17. Em lên hai cái tô con gà hàng lái thiêu nha, lên từ cái trước nha. Đường kính cũng 21 cm. Đây, tình trạng có tóc bên trong như vậy nè. Đó, nó có tóc chỗ này một đường, đây một đường, và đây một đường. Đây, con gà đường kính 21, chỗ này bị mẻ một chút nha mấy anh chị. Hai tô con gà này em bán với giá là 650.000, 650.000 cho hai tô con gà. Đây, mã số 17. Mã số 18, em giao lưu một cái hộp phấn thời Hán nha. Đây, cái hộp phấn thời Hán. Mã số 18. Em giao lưu một cái hộp phấn thời Hán.
với giá là 350.000, 350.000 cho cái hộp phấn thời Hán mã số 18. Mã số 19. Em giao lưu một cái dĩa sơn thủy tàu. Một cái dĩa sơn thủy tàu đây. Đường kính là 15.5 cm. Tình trạng chỗ này nó có mẻ một chút xíu, chỗ này nó mẻ một miếng chỗ này nha. Làm lại là mấy anh chị thấy cái màu khác không? Đây em giao lưu cái dĩa sơn thủy tàu này với giá là 550.000. 550.000 cho dĩa sơn thủy tàu mã số 19. Tiếp theo là mã số 20. Em giao lưu một cái thủy trì chu đậu. Đây rất là lớn, thủy trì là lớn hơn mấy anh chị. Nó lớn hơn mấy cái thủy trì khác khoảng 4 đến 5 lần luôn á. Đây. Rất là lạ luôn ha, nhưng nó có cái cạnh nè. Cái cạnh này nhìn rất là lạ. Em giao lưu cái thủy trì chu đậu này với giá là 550.000. 550.000 cho cái thủy trì chu đậu. Mã số 20. Mã số 21. Em giao lưu một cái dĩa chu đậu đường kính lớn, đường kính là 24.2 cm. Đường kính là 24.2 cm nha mấy anh chị. Đây cái dĩa chu đậu lớn. Em giao lưu cái dĩa chu đậu này với giá là 1.400.000. 1.400.000 cái dĩa chu đậu. Mã số 21. Mã số 22. Em lên một cái tô cúc tàu. Cái tô này đường kính lớn là thường thường cái tô cúc tàu ở này nè là đường kính tầm 15 cm. Riêng cái này được 17 cm lần nào mấy anh chị. Cái này được 17 cm, rất là to ha. Đây rất là to. Tình trạng cái chân chỗ này nè bị mẻ, nó bị dậm dậm sơn chỗ này một chút xíu nè. Có thể là bị mẻ cái vành này một tí xíu nè nghe mấy anh chị. Em giao lưu cái tô tô cúc này, tô, tô cúc minh nha, tàu minh. Em giao lưu với giá là 900.000. 900.000 cho cái tô tàu minh. Mã số 23. Một cái dĩa đẹp xuất sắc luôn. Cho những anh chị nào hổng gài mà mua dĩa con gà là không nên bỏ qua dĩa con gà này nha. Đường kính tới 18 cm. Dĩa con gà vẽ rất là đẹp nè, mấy anh chị thấy không? Vẽ chi tiết từng cọng lông luôn nè, cánh rồi nè, hoa. Đẹp lắm, mã số 23 lành tích luôn. Em giao lưu cái dĩa con gà này với giá là 1.900.000. 1.900.000 cho cái dĩa con gà. Mã số 23. Đây là mã số 24. Em giao lưu 10 tô trúc lâm thất hiền. Mã số 24, 10 tô trúc lâm thất hiền. Tình trạng của nó khoảng được 97-98% lành. Chỉ là bị khờn khờn trên cái vành miệng vài cái thôi nghe mấy anh chị. 10 tô này rất là đẹp. Em giao lưu 10 tô trúc lâm thất hiền mã 24 này với giá là 700.000 cho 10 tô trúc lâm thất hiền mã số 24. Mã số 25. Em giao lưu một cái dĩa lan tàu hàng chuẩn cổ nha mấy anh chị. Đây dĩa lan tàu hàng chuẩn cổ. Đích có 4 chữ nha, chữ gì thì em không biết. Mua đi rồi biết ha, 4 chữ mua đi rồi biết ha mấy anh chị. Chứ em không biết chữ gì luôn. Đường kính là 13.5 cm. Em giao lưu cái dĩa lan này lành với giá là 2.300.000. 2.300.000 cho cái dĩa lan tàu mã số 25. Mã số 26. Em giao lưu một cái đội cháo tàu hàng chuẩn cổ. Đây một cái đội cháo tàu hàng chuẩn cổ. Đây cái mộc của nó nè. Tình trạng là lành. Đường kính là 14 cm. Em giao lưu cái dĩa tàu này. Ủa cái đội cháo tàu này với giá là 1.900.000. 1.900.000 cho cái đội cháo tàu mã số 26. Mã số 27. Em lên một cái bình trà gốm Trung Quốc nha, Trung Quốc xưa các mấy anh chị. Đồ này đồ Trung Quốc xưa nha, đồ của Made in China. Đồ này đồ Trung Quốc xưa. Nhưng mà cái nắp này là nắp lai nha. Cái nắp này là cái nắp lai. Cái bình trà rất là đẹp, mua về chăm trà uống đãi khách cũng rất là đẹp nha mấy anh chị. Rất là đẹp luôn, đẹp. Đồ Trung Quốc làm rất là xuất sắc. Nhưng mà đồ này đồ xưa chứ không phải là đồ mới. Em giao lưu cái ấm trà này với giá là 400.000 cho cái ấm trà Trung Quốc xưa mã số 27. Mã số 28.
em lên một cái bình trà Nhật, tích là thượng cầm hạ thú, tích của nó là thượng cầm hạ thú ha. Đây, cắm trà Nhật, bọc Nhật luôn. Bên trong của nó, chỗ này mấy anh chị thấy không, mẻ một tí xíu bên trong thôi, còn lại là lành. Bây giờ bị tí xíu bên trong, với bên ngoài này nè, bị tí xíu bên ngoài này, nhâm nhâm nhẹ nhẹ vậy nha. Em giao lưu cái bình trà Nhật tích thượng cầm hạ thú này, chiều cao của nó 12 cm, quá chiều cao của nó là 12 cm. Em giao lưu dưới giá là 800 ngàn cho cắm trà Nhật mã số 28. Mã số 29 dành cho những anh chị chơi đồ chu đậu, hôm nay mua những hộp phấn nè, cái hộp hôm nay rất là đẹp nè. Nói với anh chị thấy không, cái hộp phấn hôm nay rất là đẹp. Nó đặc biệt hơn nữa là con chim nè, nó vẽ trên cái nắp là cái đầu con chim và cái cánh, còn phần dưới con chim là cái thân con chim và chân con chim là nằm phần cái thân của nó ở dưới nha. Đậy lại gì, tình trạng của nó nè, có mẻ chỗ này chút xíu ha, nè mẻ chỗ này chút xíu. Cái hộp này rất là hiếm đồ, thường nó vẽ con chim đó mấy anh chị là ở dưới cái thân thôi, còn cái này vẽ đầu chim nha. Trên đây nó có một cái cuốn nữa, trên đây nó có một cái cuốn nữa. Em giao lưu cái hộp phấn chu đậu này với giá là 800 ngàn cho cái hộp phấn chu đậu mã số 29. Mã số 30, em giao lưu một cái chén lông ẩn. Đây, một cái chén lông ẩn tàu, đường kính 12.2 cm, tình trạng cũng có nhâm nhâm miệng nhẹ nè mấy anh chị thấy không, nhâm nhâm miệng nhẹ trên đây nè, nhâm rất là nhẹ đó. Em giao lưu cái chén lông ẩn tàu này với giá là 2 triệu tư, 2 triệu tư cho cái chén lông ẩn tàu mã số 30. Tiếp theo là mã số 31, em giao lưu một cái bình Biên Hòa sông lông vẽ trên nền xanh lá rất là đẹp ha. Đây, chiều cao là 41 cm, tình trạng là 99% lành, 1% là mẻ tí xíu dưới cái vành, mẻ tí xíu dưới cái vành thôi. Em giao luôn cái bình bông Biên Hòa này với giá là 1 triệu, 1 triệu cho bình bông Biên Hòa mã số 31. Mã số 32, em giao luôn một cái dĩa lông vót tàu, đường kính 15.1 cm, tình trạng là lành. Em giao lưu cái dĩa lông vót tàu này với giá là 950 ngàn, 950 ngàn cho cái dĩa lông vót tàu mã số 32. Mấy anh chị nào ủng hộ em thì liên hệ qua số điện thoại là 0948851135 hoặc là 0374619838 nha. Cả hai số điện thoại đều có Zalo. Đơn 500 ngàn em sẽ bao ship, đơn dưới 500 ngàn em không bao ship. Đặc biệt khách mới cọc 200 ngàn em mới cho hàng đi nha mấy anh chị. Mấy anh chị yêu thích kênh em thì hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn chuông để khi nào em phát video thì thông báo cho mấy anh chị nha. Cảm ơn mấy anh chị rất là nhiều.